Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Giáo dục nghề nghiệp Quảng Trị. Chuyên mục được phối hợp thực hiện giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị, thời gian qua, chính sách đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Hải Lăng được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Đặc biệt, việc dạy nghề từng bước gắn sát với nhu cầu học nghề, cơ cấu việc làm và đặc điểm kinh tế của mỗi địa phương nên hiệu quả sau đào tạo được nâng lên rõ rệt. Thời gian qua, thông qua đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Lâm về nhu cầu học nghề của chị em phụ nữ nông thôn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Hải Lăng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp dạy nghề kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn kết hợp trồng cây ăn quả cho hơn 20 chị em hội viên phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Hành là một trong những học viên đã áp dụng thành công những kiến thức từ lớp học nghề để cải tạo vườn tạp và chuồng trại, chuyển đổi cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Trước đây, toàn bộ mảnh vườn khoảng 3.000 mét vuông của gia đình chị Hành chỉ nuôi gà với quy mô vài chục con. Cây trồng chủ yếu là khoai lang và các loài đậu đỗ. Sau khi tiếp thu kiến thức từ lớp đào tạo nghề, chị đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ khu vườn sang trồng ổi lê và chăn nuôi gà thả vườn với quy mô từ 900 đến 1.000 con mỗi năm. Sau hơn 2 năm áp dụng, hiện nay mô hình đã phát huy hiệu quả và đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình khoảng 270 triệu đồng mỗi năm. Nói chung là quá cái học tập, cái quá đào tạo học nghề nữa thì là nắm bắt cái kỹ thuật rồi thì nắm bắt cái chương trình ở trên đó, nên cái áp dụng vô là hàng thị nãy ra có hiệu quả. Hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ xã là phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên của huyện Hải Lăng thì tham gia mở các cái lớp tập huấn là cũng như các cái chương trình đào tạo nghề như kỹ thuật chế biến món ăn, rồi là kỹ thuật nuôi gà thả vườn, kỹ thuật trồng cây ăn quả. Thì trong quá trình đó thì hội viên phụ nữ xã Hải Lâm là áp dụng vào những cái kiến thức khoa học và để chăm sóc các cái vườn cây ăn quả cũng như là các cái dịch bệnh nuôi gà thả vườn, hàng năm là thu nhập lại rất là cao. Phụ nữ xã là luôn luôn vận động và tuyên truyền chị em là tham gia tốt các cái hoạt động, đặc biệt là các cái mô hình mà trồng cây ăn quả, rồi là gà thả vườn, rồi là những các cái mô hình là trồng cây có múi. Hàng năm thì thu nhập rất là cao, đạt năng suất là 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng trở lên. Tại địa bàn huyện Hải Lăng, nhiều lao động nông thôn sau khi tham gia học các lớp nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên tổ chức đã áp dụng vào sản xuất và đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Chị Hoàng Thị Lanh là một ví dụ. Trước đây, khi nghề sản xuất tinh dầu tràm mới bắt đầu manh nha trên địa bàn huyện Hải Lăng, vợ chồng chị chủ yếu đi khai thác cây tràm tự nhiên để bán cho các cơ sở sản xuất. Đến năm 2018, sau khi tham gia lớp đào tạo nghề trồng rừng nguyên liệu và sản xuất tinh dầu các loại, chị đã mở một lò sản xuất với quy mô nhỏ để khởi nghiệp. Sau gần 5 năm thực hiện, đến nay, cơ sở sản xuất tinh dầu tràm của gia đình chị đã được mở rộng quy mô, giải quyết việc làm cho 5 lao động tại địa phương. Cũng có được cái khóa đào tạo qua bên huyện là đi học nghề về trồng gừng, về nghề để mà nấu tinh dầu gừng, thì sau đó là tôi cũng nở ra là nói là giờ nếu mà học được cái cây trồng gừng này thì tôi làm sao để tôi sản xuất được ra cái tinh dầu gừng này cho người tiêu dùng, phải được là cái tinh dầu gừng đấy là phải được nguyên chất, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Cơ sở của nhà tôi là được 5 lao động. Thu nhập hàng năm mô hình của nhà tôi thì có thể là được 300 đến 350 lít. Và trong cái thu nhập đó của nhà tôi thì một năm khoảng là được 500 triệu á. Nhờ quan tâm rà soát nhu cầu học nghề ở từng vùng, từng địa phương nên công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai đúng hướng, phù hợp với nhu cầu tạo nguồn lao động trên địa bàn. Quy trình đào tạo ngày càng chặt chẽ, khoa học nên người dân trên địa bàn huyện được tiếp cận những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất để tăng năng suất lao động.
Đặc biệt, ngoài việc tập trung đào tạo các nghề nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Hải Lăng cũng đã chủ trọng vào một số nghề phi nông nghiệp như kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật hàn và gia công cơ khí, kỹ thuật đan lát bàn ghế và các vật dụng bằng sợi nhựa tổng hợp, kỹ thuật chế biến món ăn hay kỹ thuật pha chế đồ uống. Thực tế cho thấy, đa số học viên sau khi học nghề đã tìm kiếm được việc làm mới hoặc từ tổ chức sản xuất, kinh doanh theo ngành nghề đạt hiệu quả. Số lao động sau khi đào tạo nghề đã áp dụng được kiến thức, kỹ năng, quy trình vào trong công việc lao động sản xuất, góp phần tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Năm 2022, sau khi tham gia lớp học nghề kỹ thuật hàn và gia công cơ khí, anh Nguyễn Văn Phước ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh đã mở rộng xưởng cơ khí của mình và tuyển thêm nhân công để mở rộng sản xuất. Hiện nay, xưởng cơ khí của anh đã tạo việc làm ổn định thường xuyên cho 4 lao động và đã phát triển thi công các công trình ra ngoài địa phương. Chỗ nông dân có đào tạo nghề thì khi là em chỉ mới biết hàng, sau này là biết chứ là biết hàng tít, hàng mít, còn có đào tạo có tốt hơn là hồi trước. Hiện tại giờ là cơ sở của tôi là 5 người làm, mà có 3 người là làm bên chỗ mà thợ là nhôm kính, 2 người là thợ cơ khí. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2023, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Hải Lăng đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo được 105 lớp với 2.857 học viên. Trong đó, nghề nông nghiệp có 60 lớp với 1.598 học viên, nghề phi nông nghiệp 45 lớp với 1.259 học viên. Trung tâm cũng đã tuyển sinh và đào tạo mô hình vừa học văn hóa vừa học nghề cho 2.338 học sinh trên địa bàn, trong đó có 552 học sinh do Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên trực tiếp giảng dạy văn hóa. Đã có 17 nghề được xây dựng hoàn thiện chương trình, giáo trình dạy nghề, trong đó có 11 nghề nông nghiệp và 6 nghề phi nông nghiệp. Bên cạnh đó, dựa vào tình hình điều kiện thực tế của địa phương, Trung tâm đã ra soát, cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới để chỉnh sửa và bổ sung, thẩm định các chương trình, tài liệu theo đúng quy định, phù hợp với đối tượng đào tạo trên địa bàn. Cùng với đó, công tác phân luồng học sinh được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả đáng khích lệ. Thông qua việc đẩy mạnh phân luồng học sinh đã từng bước tác động và nâng cao nhận thức của phụ huynh, học sinh và người dân về học nghề. Việc liên kết với các trường đại học, trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, tổ chức các lớp học nghề hệ chính quy tại trung tâm đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh chọn ngành nghề mà mình yêu thích, được phụ huynh và học sinh trên địa bàn đồng tình hưởng ứng. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về công tác đào tạo nghề, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, làm tốt công tác tham mưu phối hợp. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đào tạo nghề, về vai trò vị trí và tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, để người lao động nông thôn biết tích cực tham gia học nghề. Đào tạo nghề gắn với việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, đón đầu khu kinh tế Đông Nam của tỉnh Quảng Trị, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, nhà máy, công ty trong và ngoài huyện tổ chức đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của lao động của các doanh nghiệp. Xác định vai trò quan trọng của giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, kỹ năng nghề phục vụ cho sự phát triển của địa phương, huyện Hải Lăng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Và bằng sự chủ động sáng tạo trong công tác quản lý, tổ chức dạy nghề và liên kết đào tạo với các đơn vị doanh nghiệp, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Hải Lăng đã thực hiện được các mục tiêu đề ra, giúp học sinh, học viên sau khi ra trường được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản và có những định hướng, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp trong tương lai. Chuyên mục Giáo dục Nghề nghiệp đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.